chào toàn thể quý hàng thân yêu của Minh Thiên nhé. Hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2022. Minh Thiên sẽ giới thiệu cho quý khách là tất cả là 9 mẫu lục bình nhé. Bây giờ em sẽ giới thiệu từng mẫu một, cũng như là kích thước, giá cả của từng khuôn một nhé. Đây, em giới thiệu từ mẫu thấp nhất đi. Thứ nhất là mẫu lục bình 40 nhé. Đây ạ. Chiều cao của nó là 40 này. Bát của nó là 11 các bác nhá. Đấy ạ. Mẫu này là mẫu 40 sen này. Đây, hoa văn của nó đây. Chất liệu nhựa của nó là nhựa ABS nhá. Khuôn nhựa nhà máy, ra sản phẩm rất là sắc nét và đẹp luôn ạ. Mẫu này thì bên Minh Thiên đang bán với mức giá là 300.000 đồng một khuôn nhá. Chưa có phí vận chuyển ạ. Đây. Đây là mẫu thứ nhất. Tiếp theo mẫu thứ hai cũng là mẫu bình sen. Giống mẫu thứ nhất nhưng mà nó chiều cao của nó là 50 ạ. Chiều cao 50 và bát rất là 11 nhá. Đây ạ. Mẫu này cũng 300.000 một khuôn nhá. Đây mặt trong đây, mặt ngoài đây nhá. Tiếp theo là em giới thiệu một mẫu 50 nữa nhưng mà mẫu này thì nó có khác hơn ạ. Bác chờ em một lát ạ. Quên chưa mở ra cho bác xem bên trong. Đây ạ, mẫu này thì khác với mẫu 50 kia nhá. Mẫu này bên Minh Thiên gọi nó là mẫu lục bình sen khía này, 50 sen khía. Nó có những cái đường hoa văn gân ở đây nhá. Mẫu này chiều cao là 55. 55 nhá. Bát của nó là 10 phân ạ. Mẫu này thì bên Minh Thiên đang bán với mức giá là 350.000 một khuôn nhá. Này. Là một mẫu 60 ạ. Mẫu 60 này thì hai đầu của nó bằng nhau nhé, không có cái đầu gắn như các mẫu lục bình khác ạ. Đây. Khuôn của nó vẫn là chất liệu nhựa ABS nhé. Chiều cao 60 và bát của nó là 12 ạ. Mẫu này thì bên Minh Thiên đang bán với mức giá là 400.000 đồng một khuôn nhé. Em có một mẫu 60 trơn. Mẫu này thì bát của nó bé hơn mẫu lúc nãy nhá, và nó có được hai đầu gắn này. Đầu cầu gắn đây này. Hai đầu gắn. Bát của nó vẫn là 12 nhá. Nhưng mà nhìn bầu hình dáng của nó sẽ thon hơn cái mẫu khi nãy em quay đấy ạ. Mẫu này thì bên Minh Thiên đang bán là 300.000 đồng một khuôn ạ. Tiếp theo là một mẫu 60 nữa. Mẫu 60 này thì phần bụng của nó có những đường khía nhá, những mũi khía như thế này ạ. Đấy, chiều cao vẫn là 60 và bát của nó là 15 ạ, 14 nhá. Còn bát hình to của nó là 14cm nhá. Mẫu này thì bên Minh Thiên đang bán là 350.000 một khuôn ạ. Tiếp theo là em sẽ giới thiệu cho các bác một mẫu lục bình 70. Mẫu này gọi là mẫu lục bình cá ngựa đây ạ. Nó có hình con cá ngựa này. Đấy. Mẫu này thì chiều cao của nó là 70 này. Cái này thì không đo được cái phần bát của nó. Đấy, kiểu dáng như này nhá. Mẫu này thì bên Minh Thiên đang bán với mức giá là 350.000 một khuôn nhá. Và tiếp theo là một mẫu lục bình 70 nữa, làm bát sen. Đây ạ. Mẫu này là mẫu lục bình bát sen 70 nhá. Bát ngấn ở đây ạ. Mẫu này thì bên Minh Thiên cũng bán là 350.000 một khuôn ạ. Và 70 là em còn một mẫu nữa nhá. Một mẫu vuông ạ. Vuông bát kiểu này ạ. Đấy. Đây các bác nhá. Hình dáng rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Mẫu này thì cũng là 350.000 một khuôn thôi nhá. Đấy. Chất liệu của nó tất cả các khuôn lục bình này thì bên Minh Thiên là nhựa nhà máy nhá. Nhựa ABS của nhà máy. Các bác mà lựa chọn mẫu khuôn nào thì có thể liên hệ với Minh Thiên nhé. Ngoài lục bình ra thì Minh Thiên còn cung cấp tất cả các loại khuôn hàng rào này, khuôn máy ly tâm này, khuôn chợ cảnh, khuôn phào chỉ, các loại khuôn hoa văn đình chùa cũng có nhé. Các bác hãy kết nối với Minh Thiên để có thể chọn mua được những sản phẩm ưng ý ạ. Minh Thiên vẫn có 3 số điện thoại thường xuyên liên hệ ạ. Số thứ nhất là 0333 001190 ạ.
Số thứ hai là 0855000088 ạ. Và số thứ ba là 0981441808 nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Minh Thiên, cũng như là truy cập vào trang web của Minh Thiên để cập nhật các mẫu mã, sản phẩm cũng như là giá cả Minh Thiên công khai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng thân yêu.